Liên quan đến vụ việc giả người mua hàng để cướp nhẫn kim cương, ngày 14 tháng 4, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai tiếp tục tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Nam Thuận, 18 tuổi, quê tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và thiếu tiền tiêu xài, nên ngày 7 tháng 4, Thuận vào trang mua bán hàng trực tuyến của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, địa chỉ tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, đặt mua một vỏ nhẫn trị giá 95 triệu đồng thông qua hình thức giao hàng tận nơi rồi thanh toán, hòng mục đích cướp tài sản. Ngày 12 tháng 4, ông Nguyễn Trọng Liên, 46 tuổi, giám đốc công ty cổ phần chuyển phát nhanh Muôn Phương, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhân viên là anh Nguyễn Đức Lợi, 25 tuổi, đi giao hàng cho Thuận tại một địa điểm thuộc xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Trong lúc ông Liên và anh Lợi mở hộp trang sức cho Thuận xem, đối tượng này bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người, đâm một nhát vào cổ anh Lợi để cướp tài sản. Dù bất ngờ bị Thuận tấn công, nhưng ông Liên và đồng nghiệp đã quật ngã được tên cướp, đồng thời báo cho công an địa phương. Được biết, đây không phải vụ việc đầu tiên mà Thuận cố tình gian dựng để cướp tài sản. Trước đó, đối tượng này cũng đã có hành vi tương tự, hòng chiếm đoạt trang sức có giá trị lớn, nhưng rất may người giao hàng đã kịp thời bỏ chạy. Hiện, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc.